chiến tranh nhà phiến, mối quốc nhục trăm năm của Trung Quốc. Mạn Thanh là một trong những vương triều phong kiến cuối cùng của Trung Quốc. Vương triều này đã từng có một thời kỳ hoàng kim rực rỡ khi bước vào giai đoạn cực thịnh cả về kinh tế lẫn quân sự. Dưới triều đại của ba đời vua là Khang Hy, Ung Chính và Càn Long đã khiến cho Trung Hoa trở thành một cường quốc mà không một quốc gia nào dám đụng đến. Tuy nhiên, khi đang đứng trên đỉnh cao của sự thịnh vượng thì sự cao ngạo từ các đời vua của nhà Thanh đã kéo cả một triều đại đã từng rất huy hoàng trở nên lụi bại vào những năm sau đó. Vào năm 1757, vốn nghĩ rằng sẽ chẳng có quốc gia nào có thể vượt được Đại Thanh nên Càn Long đế đã ra chính sách cấm biển, bế quan tỏa cảng, hạn chế giao thương với người phương Tây. 100 năm sau, khi cuộc cách mạng công nghiệp bùng nổ, các quốc gia phương Tây phát triển vượt bậc chưa từng có, từ trang bị quân sự đến sản xuất, một Đại Thanh bấy giờ đang bế quan tỏa cảng đã chẳng thể nào theo kịp. Người phương Tây đã đưa rất nhiều sản phẩm công nghiệp hóa của mình du nhập vào Trung Quốc và lẽ dĩ nhiên, mâu thuẫn đã nảy sinh. Vào năm 1856, để có thể tiếp tục mở cửa thị trường Trung Quốc, phương Tây đã phát động cuộc chiến tranh nhà phiến lần thứ hai. Lúc bấy giờ, kỵ binh Mông Cổ là lực lượng quân đội tham chiến chủ lực bên phía nhà Thanh, sức mạnh của kỵ binh Mông Cổ có lẽ là điều chẳng cần bàn cãi. Tuy nhiên, khi đứng trước những vũ khí tiên tiến của khoa học công nghệ đến từ đế quốc Anh, kỵ binh Mông Cổ không có cách nào có thể tiếp cận được kẻ địch, mà ngựa chiến còn bị tiếng pháo dọa cho hoảng loạn, không thể khống chế. Kết quả cuối cùng, liên quân Anh Pháp chỉ thiệt hại đúng 5 người. Thế nhưng, bên phía Trung Quốc, hơn 3 vạn quân lính tinh nhuệ hầu như đã bị quét sạch. Nhà Thanh đã thảm bại vì sự chênh lệch về vũ khí giữa hai bên là quá lớn. Khi xưa, Thanh Cát Tư Hãn dùng kỵ binh đi chinh phục thế giới, vậy mà đến cuối thời nhà Thanh, kỵ binh bị pháo hỏa của phương Tây đánh cho tan tác. Điều khiến chúng ta cảm thán chính là lịch sử không ngừng phát triển, chỉ khi không ngừng tiến lên, không ngừng thay đổi thì mới có thể không bị lịch sử đào thải. Nếu cứ đắm chìm trong hào quang của quá khứ thì sau cùng sẽ bị hiện thực tàn khốc đánh cho tỉnh mộng.